Ok anh em, chào mừng em đã quay trở lại với series Song Đấu One Piece. Thì lần này mình có một cái kèo của mới của các bạn đã comment, đó là vàng vs kim cương. Thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết vàng trong này là ai và kim cương trong này là ai rồi. Đó chính là Tesoro, chủ của một ngôi thuyền tên là Gil Tesoro. Đây, sở hữu tài sản bao nhiêu phần trăm trên tổng số tài sản trên thế giới mình quên cái mẹ rồi. Ok, anh em nào còn nhớ thì hãy comment bên dưới nhá. Ok, thì mình vẫn sẽ chọn support như thế này để đánh với cả Zoro kim cương. Ngáp đâu ta? Đây rồi, đây là Zoro kim cương. Ok, chính giữa vàng và kim cương thì mình sẽ chọn support cho nó. Ngẫu nhiên không biết là nó cần support gì. Ôi rồi, lỡ rồi, thôi chọn đi. Ok, bắt đầu cướp vào với kim cương. Úi rồi ôi, Don Quick, ui chết mẹ rồi, nó phòng thủ, nó gặp Don Quick thì Don Quick phòng thủ hoách cất luôn. Uầy, nó có thể break, nó có thể break được mẹ mọi đòn tấn công à? Saiko no stage o. Ok. Ôi shit. Tất cả đi. Vai cất Golassia. Con Mày ôi ơi, ôi shit, cây vàng ấy chứ. Holy shit, tất cả rồi. Mày, ui, kiếm. Holy shit. Kiếm. Ôi, tôi dùng trưởng béo gì mà tự nhiên nó thằng Zoro kim cương bị giữ chân vậy. Ai hi. Ok, con này không hề gọi con robot vàng anh em nhỉ? Yêu quá. Let's go. Holy shit, hút kìa. Mày. Uầy, con này giống hệt cái trưởng đầu của nó giống hệt con giống hệt con Akizi kim cương. Holy shit. Yêu ạ. Akasero, hãy để nó cho tôi. Ok. Holy shit. Ok. Đánh thử nào. Mày gặp gần kim cương rồi. Kim cương đỡ đòn rất hiệu quả. Mày chết rồi đi. Mày cũng như chó, cũng như bò ấy. Côn á. Holy shit. Con này trâu, nó trâu tặng. Đấy, mùi cho chú. Vỡ đầu này con. Ôi, tôi dùng skin kim cương đỡ rồi bắn. Mày này,
Mày đấy mình chơi đủ. Ấy, em thì điêu đó rồi mà. Úi trời ơi. Gì đó. Siêu du hơi bị chậm đi, người to quá. Mày, mày ôi trời ơi. Kulashia này. Một người con. Một người mày. Ok, đánh lại nào. Ok. Let's go. Mày combo. Ai làm ở đây. Bốn cái chữ nó đâu. Bốn. Làm gì à. Ôi trời ơi. Ôi tôi không kịp cương rồi mà. Đừng có dung chơi thật. Làm gì à. Bắt đầu. Ok thì để ủng hộ tôi làm tiếp series xong đấu One Piece thì anh đừng quên nhấn like, comment những cái kèo ở dưới. Nhiều like nhất thì tôi sẽ làm và nhấn subscribe tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.